Mình là sau đây mình sẽ chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, sáng ngày hôm nay thì mình ở nhà có một mình nè, cha mẹ với lại anh hai đi công việc hết trơn rồi. Ngày hôm nay sáng này mình mới cho mấy gà, mấy vịt mình ăn xong luôn. Hôm nay mình ở nhà chỉ có với lại mấy chị chó, chị mèo, Mau Mau với lại Bim Bim mà các bạn ơi. Rất là buồn luôn. Nhưng ngày hôm nay tha hồ mà ở nhà quẩy nha các bạn. Nhưng mà sáng ngày hôm nay mình cho tụi nó ăn hết trơn rồi, mình còn chưa ăn gì nữa. Cho là ngày hôm nay mình phải ở dưới nhà, không có đi chợ được. À, hồi sáng giờ hình như là cha mình có đổ cho mình mấy con lươn ở ngoài đúng ngoài ruộng á. Ra đem về chắc hồi mình sẽ lấy con lươn đó chế biến một món gì để ăn cơm với lại đi vòng vòng vườn á, hái rau về luộc hay nấu canh ăn các bạn ơi. Ngày hôm nay mình quay clip này cũng đơn giản tại vì mình không có đi chợ được á, các bạn cũng thông cảm giúp mình nha. Các bạn hãy đi cùng với mình đi chế biến bữa ăn sáng ngày hôm nay cũng như là cơm, nấu cơm ăn luôn các bạn. Tại vì ở nhà, ở trong quê á, hồi sáng mà không có đi chợ là cũng như không có bánh gì ăn trơn á. Nhà thì thường ăn cơm với lại mì gói. Rồi mấy bữa mình đi học ở trên trường á, mình ăn mì gói buổi sáng giết mình ngán luôn rồi. Thôi bây giờ, ngày hôm nay mình sẽ đổi món. Ở nhà mình sẽ nấu cơm ăn với lại có mấy con lươn này, chắc ngon lắm các bạn. Thì các bạn thấy clip ngày hôm nay hay nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình với lại Tiểu Bim Bim Thú nữa nha các bạn. Đi thôi. Ở đây nè các bạn ơi, dưới đất này có mấy đợt câu lan nè. Chắc mình hái rau về luộc luôn quá các bạn. Đợt câu lan này luộc thì rất là ngon luôn á. Đây các bạn ơi, rau mình hái xong rồi nè. Do hôm nay có mình ăn không à, mình sẽ hái nhiêu đây nha. Nhiều quá dư bỏ uổng. Ý, đây là bụi xả rồi các bạn ơi. Đi tới bụi xả này mình chặt nhớ lại, trong nhà có lươn chắc mình sẽ hái xả vô làm món lươn kho xả quá ta. Ây dù, này mình sẽ giúp kìa. Đây nè các bạn ơi, sáng sớm cha mình đổ được hai con lươn với lại mấy con cá sặc nè. Mình sẽ đem đi mần để kho ăn nha các bạn. Ô, chị mèo mung. Còn đây là mấy con cua nè. Chắc mình sẽ để dành cho mẹ về có nấu canh ăn hay gì các bạn ơi. Hôm nay mình chỉ ăn lươn thôi. Lươn với cá mình đã mần xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ xắt ra để ướp với lại sả ớt. Và đây các bạn ơi, bữa cơm của mình đã xong rồi nè. Làm hồi sớm tới giờ, sáng sớm thì cho vịt gà rồi ăn các bạn. Mình phải dọn dẹp nhà nữa cho nên là tới bây giờ là gần 12 giờ mình mới ăn sáng với lại ăn cơm trưa luôn rồi các bạn ơi. Chung một buổi luôn. Này mình bới một chén cơm mình ăn cho hết luôn nha các bạn ơi. Tại vì mình quay clip cho các bạn với Bim Bim ở đây á, mình không có tiện mình đi bỏ nó. Mỗi lần nó thấy mình đi là nó chạy theo rồi các bạn ơi. Đây là dĩa cơm cho Bim Bim nè. Trưa nay thì cho Bim Bim ăn cơm với
chuối này với lại cái này là gì ta, lươn kho sả luôn nha các bạn. Phía xa xa mình đang nấu ốc cho Bim Bim các bạn ơi, chưa chưa cho nó ăn dặm thêm. Bim Bim nó bụng rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ cho Bim Bim ăn cơm trước ha. Nè Bim Bim ăn cơm đi. Ê chết chết, mém nữa đổ trứng cơm rồi. Bim Bim ăn đi. Cơm á, nè. Đồ, chị ta ăn cơm kìa các bạn ơi. Ngon không Bim? Wow, ngon quá Bim. Ủa, cơm chị nấu ngon không? Nè Bim. Nè Bim. Nè. Ồ, chị ta ăn cơm ngon lành luôn kìa các bạn ơi, ăn cơm đi Bim. Trời, chị ta ăn cơm không luôn các bạn. Đây này chị cho ăn miếng này là lươn nè Bim. Nè, cho lươn nè, ăn lươn đi. Trời, chị ta gấp lươn ăn kìa các bạn. Ồ, cay hả Bim Bim? Quên nữa, này mình kho mình để ớt nè các bạn ơi. Chị mau mau. Hồi mình sẽ bới cho mau mau ăn nè các bạn. Nãy mới cho chị ta ăn lúa rồi. Nè Bim Bim. Mau mau cắp gà nó đẻ trứng, nó làm biến leo lên ăn chung với mình lắm. Bim Bim ăn chuối à? Nè cho ăn trái chuối nè. Nay mình ăn này để chuối ăn cho ngon. Rồi sớm chị ta cạp nè các bạn. Trong thời gian mà mình lo chỉnh cái máy quay á, chị ta ăn chuối. Nè Bim. Nãy chị cạp mà sao giờ chị không ăn nữa? Trời ơi, cái chị này chỉ làm màu. Thì thôi bây giờ mình sẽ ăn cơm nha các bạn. Ây da, đói bụng quá Bim ơi. Ăn chén này gì rồi, no tới chịu luôn. Lươn nè, xin mời các bạn miếng lươn với mình nha. À, wow. Nó mặn mặn. Để ăn miếng rau luộc. Rất ngon các bạn. Sự kết hợp mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Có miếng trái ớt nữa nè, cắn miếng. Mình dám cắn. Ớt này mình cắn hơi hơi các bạn ơi. Nó cay lắm luôn. Ở đây có chuối nữa, có rau nữa. Hôm nay mình ăn trong nhà. Do làm không có ai ở nhà, mình phải ở trong nhà để mình canh chừng có ăn. Ngon quá trời luôn. Lâu lắm rồi á, mình mới lại ăn lại cái món lươn kho sả này. Hên bữa nay cha bắt được các bạn. Nhưng mà cha kêu á, ăn đi thôi à. Tới ngày mai mà cha về ăn á là nó bị chết các bạn. Hương này mình kho mặn mặn ngọt ngọt à, cay cay. Hơn mùi sả nữa. Hơn mùi sả ớt. Đây được con cá sặc nữa nè bạn. Quá phê. Rau này rau luộc sọn các bạn. Do có mình ăn à, mình cũng không có hái nhiều nữa. Hái nhiều quá ăn không hết bỏ uổng lắm. Để ăn chảy nước. Để ăn với trái chuối. Ăn cái gì kho với chuối là cũng rất là ngon các bạn ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Cha của mình á phái ăn chuối với lại mấy cái món kho lắm. Ấy chết, rớt rồi. Rớt xuống này Bim ơi. Lụm lên. Ngày hôm nay là mình ăn từ sáng cho đến chiều với cái chảo này nè. Đỡ tiền đi chợ. Lươn các bạn. Lươn đồng nè. Cha mình văn đú á, thịt nó rất là dai và chắc. Và đặc biệt là nó ngọt các bạn. Ngắm gì Bim? Nó đứng như trời trồng vậy á. Bim à, mày ăn cơm đi Bim. Bim, cơm nữa đi. Chị ta ngán rồi đó. Chị ta đang nhìn về phía xa xa cái chỗ mình đang nấu ốc cho chị đó. Nấu phái ăn ốc lắm các bạn. Bữa nào mà có ốc á là nó ăn mê ly luôn. Ngày nào á cha mình cũng tranh thủ á đi bắt cho nó hết trơn á, rồi cha mình mới đi về đi làm. Tại vì bắt đuốc ngoài ruộng nữa các bạn. Cha mình bắt đuốc sáng sớm á thì mới có ốc. Hôm nay cả nhà lý trơn rồi, bỏ mình ở nhà buồn ghê luôn. Nhưng không sao, có tiểu Bim Bim. Mấy chị chó mê ngủ rồi các bạn ơi. Quất miếng chuối nữa.
trời ơi, su cà na hoành còn trên lá chuối. Chuối nó ngọt ngọt các bạn. Ở dưới quê mình á, ta ăn cơm hay ăn với trái cây lắm các bạn. Ở nhà mình á thì cha thích chuối với lại mình đó. Sớm mình bằm ớt hơi cay á, nhưng mà cay rất là ngon. Nhiều đây là mình ăn từ sáng cho tới chiều luôn. Thường thường á, mình ăn cái món kho sả này á, là mình hay ăn mấy con nhái á, cha mình tối đi xôi á các bạn, đem về. Mấy bữa trước anh hai về vui quá các bạn ơi, ăn cơm đông đủ. Bữa nay còn có một mình ngồi với thằng Tiểu bim bim à. Buồn hứa rồi. Nhà mình đông đủ rất là vui luôn. Giờ đi hết trơn rồi, bỏ mình ở nhà với Bim Bim. Chị Bim, chút đi chị cho ăn ốc mà. Không, trời ơi, chị ghét rồi các bạn. Chị chép đi lẹ luôn. Đôi khi những cái món mà đơn giản nhất á, mà nó lại ngon nhất á các bạn. Hủ tiếu phở gì cũng không qua mấy cái món nhân giả như thế này. Con cá sặc là xương nhiều lắm á, không có cho, không dám cho Bim ăn nữa. Ăn sắp hết chén rồi, còn như đây nè các bạn ơi. Kẹp với lại con cá. Xin mời các bạn miếng cơm với mình nha. Ngon xuất sắc. Bữa nay Bim Bim rất là điềm đạm. Xương cá. Mấy chị chó ngủ hết trơn rồi, mèo cũng ngủ luôn rồi. Người khác mình cho nó ăn trước á, giờ nó ngủ phè cẳng hết rồi các bạn. Còn mình đó, có mình đó mèo à. Hết trái chuối. Trái chuối này cho thằng Tiểu Bim Bim mà. Chuối mà ăn với khô ha. Với lại món kho là cái gì cũng ngon hết á. Tại vì á, chuối nó ngọt các bạn, ăn với mấy đồ mặn á, nó làm thêm ngon hơn á. Không biết có các bạn nào giống với mình không ta. Chứ ở quê á, mình thấy đa phần người ta ăn vậy không à. Ghét chén. Gì vậy Bim? Nó chép lè lẹ luôn các bạn ơi. Hồi nãy giờ ăn cũng nổi chảo luôn á. Nó ngon quá.
Ngon mê. Biên biên ăn không? Nào biên. Biên biên nó khát nước rồi các bạn ơi. Với lại nó trong cái nồi ốc của nó chín rồi các bạn ơi. Nó trông chờ hèn chi nó kêu mình quá trời luôn. Chín rồi hả Bim? Ốc chín rồi hả? Muốn ăn ốc đúng không? Rồi thôi chắc mình kết thúc clip tại đây. Để mình nhắc ốc cho Bim Bim ăn nha các bạn. Và nếu bạn nào yêu quý hai chị em mình, rất mong là các bạn sẽ nhớ vào nút đăng ký kênh để cho hai chị em mình có động lực để cố gắng thật là nhiều hơn nữa nha các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you Karim Rim.